Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 124 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 124, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì ra Lý Thiên Thanh mỗi đêm đều bị cái vị được gọi là Thái Thần trong miếu đã nhập vào trong thân thể, rồi chạy ra bên ngoài chém chết tà ma, rồi tới các chỗ quan lại ở thành Thanh Châu để cướp của, rồi giết quan lại. Sau đó thì đem cái của cải đó đi phân phát cho dân nghèo ở bên ngoài thành. Và Trần Thực cùng với Lý Tiên Thanh cũng phát hiện ra được cái người mà mỗi đêm dắt tà ma vào trong miếu, ý đồ giết chết Lý Tiên Thanh. Cái người này, sau khi hai người bọn họ đi tìm được cái người này á, thì cái người này mới biết được người này là một cái người trồng thuốc cho một cái đại thế gia họ Vạn. Thì phân bón mà bọn họ dùng là những cái con tà túy ở trong thành. Và cái thành Thanh Châu này vốn dĩ là một nơi chăn thả tà túy. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 124 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ bộ truyện rộng rãi cho nhiều người biết, rồi bình luận thả tim này nọ đồ, bàn luận chị này nọ đồ, cho cái video nó có thêm nhiều đề xuất hơn, coi như là một cái ủng hộ miễn phí, ủng hộ Thiện để có nhiều động lực hơn để ra chuyện, lấy chuyện về dịch chuyện ra chuyện cho mọi người nghe. Rồi cuối cùng là đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo cho đến mọi người. Rồi cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Xem tà ma như châu bò, lấy Thanh Châu làm đồng cỏ, dân chúng làm cỏ rơm, lập ra pháp luật nghiêm ngặt. Lý Thiên Thanh trầm giọng nói: cỏ rơm mà phạm pháp, tà ma ăn người, luyện tà ma làm phân dược bồi dưỡng linh dược trưởng thành, kéo dài thọ nguyên. Thanh Châu thủ thiện, quả là đại tiên nhân số một ha. Trong lòng hắn tràn ngập bi phẫn, thiên địa ở Tây Ngưu Tân Châu có khiếm khuyết, khiến cho tu sĩ dù tu hành cũng chỉ là tăng tu vi, nhưng mà không tăng thêm được thọ nguyên. Linh đan diệu dược đối với thọ nguyên cũng chỉ có tác dụng rất là hạn chế, do đó mới xuất hiện cái loại sinh ý này, dùng người phàm nuôi dưỡng tà ma, để cho tà ma nuốt lấy tinh khí, tinh phách của con người, rồi lại tập trung lại, chuyển hóa thành phân bón mà linh dược có thể hấp thu. Từ tà ma luyện lấy cái loại phân bón này để bón thêm cho linh dược. Trần Thực như hiểu ra cái điều gì đó rồi lại nói: ăn thịt người mới có thể trở thành người trên người, nhưng mà ăn thịt người quá là chậm thì lại tổn hại âm đức, chỉ bằng để cho tà ma ăn thịt người, linh dược ăn tà ma, rồi người trên người lại ăn linh dược, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều. Lý Thiên Thanh nhìn về phía linh viên, nên những linh dược đã thành tinh, hỏi: làm sao để lấy phân dược vậy? Lôn Địch Thanh đáp: tà ma có thực thể thì dùng cái cây kim này lấy máu trong tim nó, còn mà tà ma không có thực thể thì dùng cái bảo hộ lô này để hút tinh khí trong người của nó. Hắn lấy ra một cây ngân châm và một cái bảo hộ lô. Ngân châm sau khi tế ra nhanh chóng phóng lớn, dài chừng 2 thước, mũi kim và thân châm khắc đầy cái phù lục phức tạp, đều là phù lục luyện tiên thiên tinh khí thành dược. Khi mà tiên thiên tinh khí luyện xong thì sẽ được thu vào trong lỗ kim. Luyện ngân châm này cần lấy một thanh bạc dài khoảng 2 thước, đánh bóng thành hình cây kim, khắc phù lục xong thì ngày đêm đốt hương tế bái, dùng khí quyết để nuôi dưỡng, dần dần khiến cho kim có thể biến thành kích thước tùy ý. Bảo hộ lô kia là một cái hộ lô đồng, sau khi tế ra cao cỡ nửa người, bên ngoài và bên trong hộ lô đều có vẻ phù lục để thu lấy tinh hồn cùng với tiên thiên tinh khí. Những tiên thiên tinh khí đã được luyện này
chính là phân bón cần thiết cho cái sự sinh trưởng của linh dược. Dùng trực tiếp người làm phân bón cũng được, nhưng mà mỗi gốc linh dược phải chôn vài chục người, hơn nữa thỉnh thoảng lại phải chôn thêm vài người nữa. Thứ nhất là rất phiền phức, thứ hai là dễ làm tổn thương rễ của linh dược, thứ ba là tổn hại âm đức. Vì vậy Vạn Lão Gia mới không làm như thế. Lâm Đại Thanh, sau khi linh dược hái xong thì bán cho ai hả? Trần Thực hỏi. Lâm Địch Thanh đáp, ta không biết nữa, ta chỉ phụ trách trồng dược thôi. Hắn do dự một chút rồi nói tiếp, mỗi năm gần Tết Vạn Lão Gia sẽ sai người tới thu hoạch linh dược, có lẽ khi đó sẽ có người tới mua. Vậy có bao nhiêu mẫu linh viên và bao nhiêu linh dược hả? 21 mẫu, 542 gốc linh dược. Trần Thực nhẹ gật đầu. Cái số lượng linh dược ít hơn dự kiến của hắn, nhưng mà con số này đã vượt qua số lượng nên có ở Thanh Châu. Linh dược không hiếm, ở nhiều nơi trong non, núi non, linh khí dồi dào cũng đều có thể sinh ra được linh dược. Nhưng mà vì có quá là nhiều tu sĩ hái lượm, dẫn đến số lượng linh dược có niên đại dài càng ngày càng ít. Còn những linh dược đã thành tinh quái thì lại càng hiếm có. Ví dụ như là tỉnh Tân Hương, phần lớn linh dược thành tinh đều tập trung tại núi Càn Dương, nhiều nhất là 100 gốc, thậm chí là có thể chỉ có vài chục gốc. Thanh Châu không có nơi linh khí dồi dào như là núi Càn Dương, số lượng linh dược thành tinh tất nhiên là càng ít hơn. Vậy mà riêng nơi này thôi đã có tới 542 gốc. Những linh dược thành tinh này rõ ràng được thu thập từ khắp nơi Tây Ngô Tân Châu, không phải chỉ từ Thanh Châu. Cái loại linh dược có thể kéo dài tuổi thọ cho tu sĩ này, giá trị không cần phải nói, có thể giúp cường giả của các đại thế gia đại tộc kéo dài mạng sống. Vì vậy họ coi nó như là bảo vật, tuyệt đối không thể dùng tiền mà mua được. Vạn Gia không có khả năng từ khắp nơi Tây Ngô Tân Châu mà tìm được nhiều linh dược như vậy. Lý Thiền Thành đưa tay bắt lấy một gốc Hà Thủ Ô Tinh, hỏi, một gốc linh dược như vậy có thể kéo dài bao nhiêu thọ nguyên hả? Lâm Địch Thanh đáp, linh dược hiếm có, không dùng trực tiếp mà phải chiết xuất tinh hoa. Mỗi năm sẽ có người tới chiết xuất tinh hoa trong linh dược. Ta nghe người trong Vạn phủ nói, linh dược chất lượng thượng thừa có thể kéo dài tới 2-3 năm thọ nguyên. Nhưng mà cùng một loại linh dược không thể dùng nhiều được, dùng nhiều nó không còn tác dụng nữa, phải dùng tinh hoa của các loại linh dược khác nhau mới có thể kéo dài tuổi thọ. Lý Thiền Thành nhíu mày, chỉ có 2-3 năm thôi sao? Tốn bao nhiêu là tâm lực, lấy người làm cỏ, tà ma làm cừu, luyện tinh hồn tinh phách của con người, nhưng mà chỉ có thể kéo dài được 2-3 năm thọ nguyên thôi sao? Hắn nhớ lại những gốc hoàng tinh trong dược điền của miếu tài thần, chỉ cần cắn một miếng đó có thể kéo dài mấy chục năm thọ nguyên. Nhưng mà đối với những tu sĩ khác, cái việc tăng thêm 2-3 năm thọ nguyên đã là một cái sự cải thiện vô cùng lớn rồi. Sâm thảo A Oa ở núi Cạn Dương vốn là linh dược đỉnh cấp, cái quả nhân sâm của chúng nó chỉ có thể tăng thêm vài tháng thọ nguyên. Nhưng mà linh dược tinh hoa được Vạn Gia dùng bí pháp tinh luyện có thể kéo dài thọ nguyên từ 2-3 năm. Đối với nhiều đại nhân vật, đó tuyệt đối là thần dược vô thượng. Linh dược ở Tây Ngô Tân Châu không có hấp thu được tam quan chính khí chân chính, nên khả năng kéo dài thọ nguyên bị hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên, loài người là tinh hoa của trời đất, ngay khi sinh ra đã mang linh tính, từ trong bụng mẹ đã mang theo một hơi tiên thiên chân khí, dùng cơ thể người để luyện thành đại dược, có thể tăng cường hiệu quả của linh dược. Tục ngữ có nói, ăn gì bổ nấy, chính là nói về cái đạo lý này. Trần Thực nhìn quanh một vòng, hỏi, ở đây có bao nhiêu loại linh dược kéo dài tuổi thọ vậy? Lân Địch Thanh đáp, 62 loại. Trần Thực nhẹ gật đầu, nói, 62 loại, tăng thêm hơn 100 năm thọ nguyên, đúng là một vụ mua bán tốt mà. Lân Địch Thanh do dự một chút, rồi lấy hết can đảm, nói, hai vị, những gì ta biết
đều đã nói hết với hai vị rồi. Lý Thiên Thanh xoay người bỏ đi, không ra tay với hắn nữa. Trần Thực nói: Ngươi đã ám toán Thiên Thanh, Thiên Thanh không có giết ngươi, ta cũng sẽ không giết ngươi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức đưa nương tử rời khỏi Thanh Châu, tránh bị Vạn Gia diệt khẩu. Luân Địch Thanh nghe vậy giật mình, vội vã rời khỏi. Trần Thực nhanh chóng theo kịp Lý Thiên Thanh. Cả hai im lặng hướng về phía miếu tài thần mà đi. Khi miếu tài thần đã thấp thoáng trong tầm mắt, Lý Thiên Thanh không nhịn được mà nói: Lần trước gia gia ta nói với ta, gần Tết ta phải về lại Lý gia ở Tuyền Châu, vì thái gia gia của người từng là tộc trưởng, đang bế sinh tử quan, lần này cũng sẽ xuất quan. Cái vị lão tổ này đã 200 tuổi rồi, là tu sĩ có tu vi cao nhất hiện nay á. Gia gia kêu ta trở về bái kiến lão tổ, nói lão tổ sẽ ban cho ta một chút ít chỗ tốt á. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: Khổ chút, nghĩ mọi cách cũng không sống được tới 200 tuổi, mà lão tổ nhà ta đã sống 200 năm rồi. Trần Thực nói: Vậy ngươi cho rằng thế lực đứng sau Vạn Gia chính là Lý gia ở Tuyền Châu của ngươi hả? Lý Thiên Thanh mặt mày ảm đạm, dừng bước nói: Chàng thật, ta sắp tới rồi, sứ giả của Lý gia chắc hẳn sẽ tới Thanh Châu. Họ tới là vì lễ vật dâng lên cho lão tổ, chắc chắn sẽ tới lấy linh dược. Đây là cái chuyện của Lý gia. Khi mà quay lại miếu tài thần, ngươi hãy mang miếu đi đi. Trần Thực hỏi: Vậy còn ngươi? Lý Thiên Thanh đáp: Sai lầm của Lý gia để cho người của Lý gia sửa chữa, ta sẽ quyết định sau khi gặp sứ giả của Lý gia. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: Thiên Thanh, có lúc người không giống người xuất thân từ thế gia. Lý Thiên Thanh mỉm cười nói: Phụ thân ta xuất thân từ thế gia, nhưng mà mẫu thân của ta chỉ là một hạ nhân giặt y phục thôi, vậy nên ta không giống người của thế gia cũng là điều dễ hiểu mà. Người hứa với ta mang miếu tài thần rời khỏi Thanh Châu. Ừ, được. Trần Thực gật đầu đáp ứng. Lý Thiên Thanh thở vào nhẹ nhõm, hai người bước vào trong miếu tài thần. Trần Thực và Lý Thiên Thanh lập tức bận rộn, từng chút một tháo dỡ ngôi miếu cổ này, rồi từng chút một lắp ráp lại trong cái không gian tiểu viện. Hắc Qua dẫn theo những cây hoàng tinh, ô đầu cùng tới giúp đỡ, cần mẫn di chuyển gạch ngói. Đợi tới chiều, miếu tài thần đã bị tháo dỡ sạch sẽ, chỉ còn lại tường và mái che, ngay cả cửa miếu cũng đã bị gỡ xuống luôn. Sau khi làm xong, những cây hoàng tinh và ô đầu lần lượt chui vào trong mảnh đất trong không gian tiểu miếu, tự chọn một gốc để nghỉ ngơi. Trần Thực cất tiểu viện vào trong xe gỗ rồi nói với Lý Thiên Thanh: Ta đi trước một bước đó. Lý Thiên Thanh cúi đầu thật sâu, cười nói: Chúc người năm sau thi định, vang danh thiên hạ. Trần Thực đáp lễ cười nói: Người và ta đều có tài làm trạng nguyên, nhưng mà văn chương của ta vẫn hơn ngươi một bậc. Lý Thiên Thanh cười lớn, đứng dậy tiện hắn lên xe. Chiếc xe gỗ dần dần khuất xa. Lý Thiên Thanh đứng yên tại chỗ rất lâu, rồi mới quay người bước về phía thành Thanh Châu. Trên đường đi, hắn hái một chiếc lá cây, thổi một hơi, chiếc lá bay lên hóa thành từng con chim xanh bay về phía thành Thanh Châu. Không bao lâu, hắn tiến vào trong thành Thanh Châu, đi tới Vạn Phủ. Lúc này, cái liệu cháo từ thiện của Vạn Phủ đã vắng bóng người. Trước cửa có không ít người đói khát quỳ trên mặt đất, cúi đầu tạ ơn Vạn lão gia đã ban ân. Cái danh Vạn gia hoặc Phật quả nhiên là không sai chút nào. Lý Thiên Thanh xuyên qua đám đông, hướng về phía thủ vệ trước cửa, nói: Tại hạ là Lý Thiên Thanh của Lý gia ở Tuyền Châu, xin cầu kiến Vạn lão gia, Vạn Thế Đức. Thủ vệ nghe xong, nhìn kỹ dung mạo của hắn, trong lòng kinh hãi, nhận ra chính là thủ lĩnh thổ phỉ trên truy sát lệnh, không khỏi run rẩy. Lý Thiên Thanh lấy ra tín vật của Lý gia, nói: Ngươi cầm tín vật này đi gặp lão gia nhà ngươi, hắn ta nhìn qua là sẽ hiểu. Thủ vệ không dám chậm trễ, vội vàng chạy vào báo tin. Không bao lâu sau, quản gia Vạn Phủ vội vàng bước tới, mặt mày tươi cười trả lại tín vật cho Lý Thiên Thanh, nói:
Đi cự nhân, mời mời vào trong. Lý Tiên Thanh nhẹ nhàng gật đầu, theo sau hắn đi vào trong vạn phủ. Quản gia vạn phủ vừa dẫn đường vừa nói: Lão già còn đang tiếp khách ở tiền sảnh, không thể đi ra được. Biết cự nhân tới đây, trong lòng cũng lo lắng không yên, kêu ta tới đón thay mặt hắn xin lỗi. Gã dẫn Lý Tiên Thanh tới tiền sảnh của vạn phủ. Cái đám nha hoàng thị nữ tiến lên dâng trà, đưa tới mức trái cây. Quản gia vạn phủ ngồi nửa mông trên ghế, cười nói: Lý cử nhân gần đây nổi danh khắp Thanh Châu, ngay cả Lữ đại nhân của Diêm Tỳ sứ cũng là cái kẻ hồ đồ, mạo phạm cử nhân, chết cũng đáng tội. Lý Thiên Thanh lắc đầu nói: Chuyện của Lữ đại nhân còn có một nội tình khác, ngươi hãy nói với Vạn lão gia, lần này ta tới đây là lấy trường sinh dược. Quản gia của vạn phủ nhướng mày cười nói: Tiểu nhân lập tức đi báo cho lão gia. Hắn đứng dậy xin lỗi rồi rời khỏi tiền sảnh. Không bao lâu lại có gã sai vặt tới nói: Lão gia mời Lý cư nhân tới Xuân Sam Các. Lý Thiên Thanh theo chân sai vặt bước ra khỏi tiền sảnh, đi qua từng dãy hành lang dài và những khung cửa hoa mỹ, sau đó qua vài cái khu vườn và hồ cá, cuối cùng cũng tới Xuân Sam Các. Hai bên Xuân Sam Các có đôi câu thơ có viết: Lạc hoa nhàn viện nhàn hoa lạc, bạc sam tu chân Xuân Sam Bạc. Lý Thiên Thanh đứng bên ngoài cát nhìn vào trong viện, chỉ thấy có vài đóa hoa nhàn đang rụng. Các nữ tử mặc áo xuân mỏng manh nhẹ nhàng nhặt những cánh hoa dưới đất lên. Hắn không hiểu được những thú vui hưởng thụ của các lão gia. Gã sai vặt nói: Xin mời Lý cư nhân tạm nghỉ chân ở Xuân Sam Cát. Lý Thiên Thanh gật đầu bước chân vào trong cát. Trong cát có đốt hương trầm, có một nữ tử áo xuân đang đánh cổ cầm, âm thanh chậm rãi kéo dài. Lý Thiên Thanh ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không biết đã qua bao lâu. Bỗng nghe âm thanh của một nữ tử vang lên: Lý cử nhân, cơm nước đã xong rồi. Lý Thiên Thanh mở mắt, chỉ thấy bên ngoài trời đã tối rồi, trong cát không biết từ lúc nào đã dọn sẵn cơm nước. Nhưng mà Vạn lão gia vẫn chưa có xuất hiện. Hắn đứng dậy rửa mặt, bước tới bàn ăn. Một nữ tỳ kéo ghế mời hắn ngồi xuống. Khi ăn cơm tối xong, Vạn lão gia vẫn chưa tới, nhưng ngược lại các a hoàng đã chuẩn bị đồ dùng để tắm rửa. Những cái cánh hoa nhặt lúc chiều được trải vào trong nước, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Lý Thiên Thanh được các a hoàng hầu hạ tắm rửa, thêm một bộ y phục mới do các nàng chuẩn bị, nhìn như là hoàn toàn khác biệt. A hoàng hành lễ nói: Xin cử nhân chờ thêm một chút. Đám a hoàng nữ tỳ đồng loạt lui ra. Trong Xuân Sam Các chỉ còn lại có mỗi một mình Lý Thiên Thanh. Lý Thiên Thanh lặng lẽ chờ đợi, bỗng nghe cái tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại, kèm theo đó là một tràng cười lớn. Thiên Thanh, ngươi khi nào lại có thời gian tới Thanh Châu này vậy? Lý Thiên Thanh nghe cái tiếng này thở dài một hơi đứng dậy, gương mặt thoáng hiện lên nét buồn. Vạn gia, quả nhiên là sản nghiệp của Lý gia ở Tuyền Châu. Thiên Thanh, bái kiến thập tam thúc. Hắn cúi mình hành lễ. Một nam tử trung niên bước vào dưới ánh đèn của Xuân Sam Cát, nhanh chóng tiến tới đỡ hắn dậy, cười nói: Ngươi là người nổi danh nhất của Lý gia chúng ta, gia tổ nhiều lần nói muốn trọng dụng ngươi, mau đứng lên. Lý Thiên Thanh đứng dậy. Nam tử trung niên này là thuộc dòng chính của tông chủ Lý gia ở Tuyền Châu, đứng hạng thứ 13, tên là Lý Hiếu Quang, cũng là một nhân vật có thực quyền. Lý Thiên Thanh cung kính cúi chào, mời Lý Hiếu Quang ngồi xuống, sau đó mới ngồi vào trong chỗ của mình. Lý Hiếu Quang liếc nhìn hắn, cười nói: Ta nghe quản gia của Vạn phủ nói, người tới gặp Vạn lão gia cũng lập vì trường sinh dược. Chuyện này vốn là do ta phụ trách, tiểu gia khi nào lại phái người tới đây? Hắn mỉm cười đáp:
Ta cũng vừa mới tới dạng giờ hôm nay. Nghe nói người ở Thành Châu gây ra không ít chuyện, giết vài viên quan lớn. Người à, bớt để tổ già lo lắng đi. Chương sinh dược này là để dâng lên cho thái tổ công của người. Ngươi đừng có tìm hiểu làm gì. Khi mà chuyện ở đây đã xong, ta sẽ dẫn ngươi đi với Tuyền Châu. Lý Thiên Thanh không kiềm được mà hỏi: Thập Tam Thúc, người thật lòng nói cho ta biết, Dạng Gia có phải là sản nghiệp của Lý Gia chúng ta không? Lý Hiếu Quang bà cười, lắc đầu nói: Người nghĩ xem, nếu mà Lý Gia chúng ta dám làm những việc này ở Thanh Châu, thì 12 thế gia khác không phải sẽ lột da Lý Gia của ta sao? Hắn đưa ra một ngón tay, gõ nhẹ lên bàn, cười nói: 13 thế gia đều có phần, như vậy mới không xảy ra chuyện được. Dược điền ở Thanh Châu là tài sản chung của 13 thế gia, cũng là nền tảng giúp duy trì cái sự tồn tại của chúng ta. Nếu không có dược điền Thanh Châu này, thái tổ công, thái tổ, tổ gia có lẽ đã sớm cạn kiệt thọ nguyên rồi. Lý gia sẽ mất đi hơn một nửa nền tảng của mình. Muốn trường tồn bất diệt, nếu không có những cường giả đại thừa chấn giữ thì sao có thể thành công? Thiên hạ này không phải sẽ đại loạn sao? Mặt của Lý Thiên Thanh trở nên tái nhợt. Lý Hiếu Quang đứng dậy nói: Hiện tại dược sứ của 13 thế gia đều đã tới Dạng phủ rồi. Cái chuyện ngươi rơi ra ta sẽ cảnh giác, nhưng mà những chuyện xảy ra ở Thanh Châu không thể truyền ra bên ngoài. Hắn bước ra bên ngoài Xuân Sâm Cát nói: Sáng mai ngươi hãy rời khỏi, hãy quên tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Ngươi lên kinh thi cử, ta sẽ nhờ gia chủ giúp đỡ sắp xếp, cạn nguyên thì không thể. Vậy đã được định sẵn rồi, nhưng mà làm bản nhãn hoặc là thám qua thì vẫn có thể. Ta cũng từng là một người trẻ tuổi, ta biết trong đầu của ngươi có những ảo tưởng không thực tế, nhưng mà cuối cùng vẫn phải trở về với thực tại thôi. Lý Thiên Thanh ngồi bất động như tượng, không tiện hắn. Sắc mặt Lý Hiếu Quang trở nên lạnh lùng, đứng bên ngoài cát lạnh nhạt nói: Tối nay đồng bọn của ngươi sẽ tới Dạng phủ gây náo loạn. Dạng phủ đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Ngươi đừng có bước ra khỏi Xuân Sạm Cát. Bước ra khỏi đó chính là phản bội Lý Gia, là đối địch với 13 thế gia. Ta không muốn Lý Gia mất đi một thần thai nhất phẩm. Thiên Thanh, ngươi đừng quên, từ đầu tới cuối ngươi vẫn là người của Lý Gia, hiểu chứ? Âm thanh của Lý Thiên Thanh khàn đặc, mặt trắng bệch đáp: Thiên Thanh, hiểu rồi. Lý Hiếu Quang rời khỏi. Một lúc lâu sau, Lý Thiên Thanh mới động đậy chớp mắt, hai cái hàng lệ lặng lẽ rời xuống. Lý Gia này cùng với các thế gia khác đã mục nát như tạ tí rồi. Hắn đứng dậy, từng bước nặng nề đi ra bên ngoài, mỗi một bước đều giống như là lưng đeo ngũ nhạc. Cuối cùng, hắn tới trước cửa Xuân Sam Cát, nhấc chân lên. Nếu mà bước qua ngưỡng cửa này, hắn sẽ trở thành kẻ phản bội của Lý Gia Tuyền Châu. Ở lại trong cát, Xuân Sam nhẹ nhàng, nhưng mà Thanh Sam ta lỗi lạc, không phụ lòng ta. Hắn nghiến chặt răng, bước chân ra khỏi Xuân Sam Cát. Một bước này bước ra, hắn chỉ cảm thấy ngũ nhạc đại sơn đặt trên người của mình đã không cánh mà bay, hận không thể đánh nát hết thảy, thư giãn suy nghĩ trong lòng. Ta không thể để chàng thật tự mình mạo hiểm được. Sát khí ngùn ngụt, hắn bước ra bên ngoài, lập tức gặp ngay một cái tên tiểu đồng đang cúi đầu, tay bưng một cái mâm đi tới. Mạnh khóe của Dạng Gia hả? Còn muốn giết ta sao? Ánh mắt của Lý Thiên Thanh lộ ra cái vẻ hung ác, bước tới trước mặt của tên tiểu đồng, định giết hắn ngay lập tức. Nhưng vào lúc này, cái tên tiểu đồng ngẩng đầu lên, cười nói: Thiên Thanh, ta tới mang thần tài cho ngươi đấy. Lý Thiên Thanh sững sờ, nhận ra đó chính là Trần Thực, trên mâm là một tiểu viện thu nhỏ. Trời đã tối, giờ tí sắp tới rồi. Quan Thánh Đế Quân sẽ vào giờ tí cưỡi ngựa dọc ngang, chém quan tham, trảm tà ma, chu diệt cường hào, từng tra minh ti, phá tan mọi tà ác. Lý Thiên Thanh nhắm mắt lại,
chìm vào trong giấc mộng. Trong mộng, tiếng ngựa hí từ trong âm tào địa phủ truyền tới, đát đát đát, càng ngày càng gần. Lý Thiền Thành xoay người lên ngựa, đào tới. Trong đại sảnh tiếp khách của Vạn Phủ, vẫn là cái cảnh tượng đèn đuốc sáng rực, rượu ngon cùng với tiếng cười nói rộn ràng. Năm mới sắp tới rồi, dược sứ của thập tam thế gia đã tới đông đủ. Lý Hiếu Quang của Lý gia, Hạ Kiệt của Hạ gia, Nghiêm Nghệ của Nghiêm gia, Trương Thủ Thất của Trương gia, Dương Lạc Hoa của Dương gia, Cao Kiện của Cao gia, Từ Phóng Chi của Từ gia, Tưởng Đồ của Tưởng gia, Phí Ấu Anh của Phí gia, Trịch Bảo Bảo của Trịch gia, Thôi Chí của Thôi gia, Mã Định Quốc của Mã gia, cùng với Cố Hiểu Xuyên của Cố gia. Mọi người nâng ly chúc tụng, cái tiếng cười đùa vang lên không ngớt, gương mặt của ai cũng tươi cười. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy họ có một chút không yên tâm. Ánh mắt thoáng nhìn liếc về một góc, dường như đang chờ đợi cái điều gì đó. Dược sứ của thập tam thế gia là những cái người không mấy nổi danh trong gia tộc, như Lý Hiếu Quang trong dòng chính của tông chủ Y Xíp thứ 13, phía trước còn có 12 huynh đệ tỷ muội, cơ hội thể hiện đều bị bọn họ chiếm lấy, không có chỗ nào để cho y nổi danh. Y sống khép kín, ngoài đệ tử trong tông môn chẳng mấy ai nhận ra y. Nhưng y đã nắm quyền trong tông môn, được trọng dụng và bồi dưỡng kỹ càng. Y không phải là kẻ yếu, dù tứ đệ còn trẻ, chỉ mới 36-37 tuổi thôi, nhưng mà đã đạt đến tu vi thần hàn cảnh đại viên mãn, đủ khả năng đảm nhận cái chức vụ lớn trong địa phương. Nếu là cao thủ của chi mạch, y đã sớm được phái đi rồi. Nhưng mà y lại ở trong tổ trạch Tuyền Châu xử lý một số việc bí mật cho gia tộc. Cái việc lấy dược cuối năm này chính là một trong những nhiệm vụ đó. Những người khác cũng có tu vi và quyền lực tương tự như là Lý Hiếu Quang, ít ra bên ngoài và có ít giao thiệp với người ngoài. Họ sống rất kín đáo, ít ai nhận ra. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng mà họ sở hữu tu vi mạnh mẽ, nắm giữ những bí mật và tuyệt kỹ gia truyền. 13 dược sứ cũng đã biết cái vụ xích mã tặc, giết tham quan và cướp của người giàu chia cho người nghèo. Họ biết tối nay có khả năng hai cái tên xích mã tặc sẽ tới giết người. Chuyện dùng gió để chống lại luật pháp quốc gia, toàn là cái lũ ngông cuồng chứ. Nghiêm Nghệ xoay cái ly rượu, cười nói. Quốc có quốc pháp và có gia quy. Dù Thanh Châu có tham quan thì cũng phải do pháp luật xử lý. Nếu ai cũng chịu một chút oan ức, lập tức cầm dao xông vào nhà môn, không phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Vậy nên xích ma tạc đáng phải bị trừng trị. Cố Hiểu Xuyên ôm một nữ nhân, tay thăm dò vào trong ngực nàng, cái mặt nghiêm nghị nói. Xích ma tạc cướp của cải của phú thương, dùng châu báu để mua chuộc lòng người, đây là đại gian. Cái này quý đồ phản loạn, nhất định phải trừ khử. Dương Lạc Hoa uống rượu nói. Cái bọn quê mùa phần lớn không biết chữ, ngu ngốc vô cùng, chỉ cần vài chục lượng bạc để bị mua chuộc rồi, còn ca ngợi xích mã tạc hết lời nữa chứ. Thật là cái bọn dân ngu đáng bị chặt đầu. Nàng nhìn về phía Từ Phóng Chi. Người cứ bị mua chuộc chỉ vì vài chục lượng bạc không hả? Rồi lại quay sang nhìn Tướng Độ. Người cứ bị mua chuộc không? Rồi lại nhìn Mã Định Quốc. Hay người sẽ bị vài chục lượng bạc mua chuộc hả? Mỗi người đều cười và lắc đầu, đồng thanh nói. Vài chục lượng bạc hả? Dù là vài vạn lượng bạc cũng không mua được ta. Chúng ta là những kẻ đọc sách biết liêm sĩ, phú quý không thể dụ dỗ, bần hàn không thể lay chuyển. Nói tới đây, Cố Hiểu Xuyên vội vàng rút tay ra khỏi ngực của mỹ nhân. Tối nay cái tiếng chim hót bên ngoài ồn ào thiệt. Mặt y hơi đỏ, lập tức chuyển đề tài. Mọi người nghe tiếng chim bên ngoài kia reo lên trong chẻo, giống như là tiếng chim hoàng oanh, số lượng cũng khá là nhiều. Lạ thiệt ha, tối muộn rồi mà chim còn quanh ở đâu ra vậy chứ?
Mọi người không để tâm mà tiếp tục uống rượu vừa chờ tới giờ tí. Vạn Thế Đức làm cái nhiệm vụ tiếp khách, bận rộn chạy qua chạy lại sau lưng mọi người. Hắn đã hơn 60 tuổi rồi, nhưng mà nhờ vào bảo dưỡng tốt vẫn nhìn như là người ngoài 40. Tay cầm bình rượu, thấy ai cạn ly thì lập tức nhanh chóng bước tới rót đầy. Dù đã ngoài 60, nhưng mà cơ thể hắn vẫn là khỏe mạnh hơn nhiều người trẻ. Tối qua, khi mà Thái Điện Tam Trụ kết hôn, hắn còn mang tân nương vào trong phòng của mình để cướp cái đêm đầu tiên. Đó là quy củ của Thanh Châu. Khi có nhà của tá điền kết hôn thành thân thì phải mang tân nương tới cho chủ tử làm phép khai quan. Đó là cái phúc lành mà chủ tử ban cho tá điền. Sáng hôm sau, khi mà tá điền đón dâu về nhà, họ còn phải mang ơn. Một đời, hai đời không thuần phục thì năm đời, sáu đời cũng phải có lúc thuần phục được. Nhưng Vạn Thế Đức cảm thấy bản thân mình quả thật đã già rồi. Sau một đêm vất vả, lưng của gã có một chút đau nhức. Dẫu sao cũng không còn trẻ nữa mà. Gã nghĩ thầm, sau này những cái việc này nên nhường lại cho con trưởng của gã, Vạn Cao Đức, cái kẻ bất tài đó. Còn gã thì chỉ thỉnh thoảng nếm một chút sắc dục mà thôi. Gã chưa bao giờ sử dụng những linh dược mà mình trồng. Vạn Thế Đức hiểu rõ quy củ. Những linh dược này không phải là Vạn gia. Vạn gia chỉ là người chăm sóc mà thôi. Đụng tới thứ không phải của mình rất dễ mất mạng. Năm xưa, gia gia của gã khi đã già rồi, vì hồ đồ mà lén thử một ít bả dược từ một cây linh dược. Không lâu sau, lúc y nằm ngủ trên giường đã bị chặt đầu. Khi mà chôn cất cũng không có đầu, không được đi vào trong mộ phần của lão tổ. Vạn Thế Đức suốt bao nhiêu năm sống cẩn thận, Vạn gia những ngày này càng thêm phát đạt. Gã khinh thường gia gia của mình, vì làm chó là phải có giác ngộ của một con chó. Sống thêm vài năm nữa thì có được cái gì? Không bằng tận hưởng cuộc sống ngay trước mắt cơ đã. Vạn gia không có mong đợi trở thành gia tộc lớn như là Thập Tam Thế Gia. Không bằng dựa vào cái sự bảo hộ của Thập Tam Thế Gia để mưu cầu lợi ích cho mình và cho con cháu đời sau. Ví dụ như cái việc mở nhà phát cháo, mỗi ngày phát cháo và bánh bao, cứu giúp biết bao nhiêu là sinh mạng. Những người này sẽ biết ơn và cung kính đốt nhang lạy trước linh đài của lão tổ Vạn gia. Lâu dần, không phải lão tổ Vạn gia sẽ có thể ngưng tụ được thần tướng hay sao? Một cái vị thần tướng thủ hộ Vạn gia không phải là mạnh mẽ hơn là tự mình khổ luyện sao chứ? Hơn nữa, khi mà Vạn Thế Đức còn sống thì cũng đã có người lập sinh tự cho hắn, coi hắn như là Phật sống mà thờ phụng, mỗi ngày nhang khói không ngớt. Tới khi hắn qua đời, chỉ e lập tức sẽ ngưng tụ được thành thần tướng. Không phải điều đó là mạnh hơn Xích Mã Tặc chỉ biết đánh giết sao? Mạnh hơn cái việc khổ cực trồng linh dược kéo dài tuổi thọ thêm 2-3 năm sao? Hơn nữa, cái việc làm này lại là việc thiện, hắn ngủ cũng yên tâm hơn bất kỳ ai. Vạn Thế Đức nhìn thấy rượu của Trịnh Bảo Bảo đã cạn rồi, vừa vàng chạy tới, nở nụ cười rạng rỡ, cúi đầu khom lưng rót đầy cho nàng. Cái việc này thật ra giao cho hạ nhân làm cũng được, nhưng mà Vạn Thế Đức lại nghĩ rằng chỉ khi tự mình làm mới thể hiện được cái niềm vui khi làm con chó cho Thập Tam Thế Gia. Chủ nhân vui, hắn là cái kẻ hầu cũng được hưởng nhiều hơn. Khi vừa đứng thẳng thắt lưng thì đột nhiên có một đạo ánh sáng xanh như là đầu rồng lao tới phía sau. Vạn Thế Đức dù những năm qua tu luyện lười biếng, nhưng mà nhờ cân cơ tốt lại có nhiều tá điện dưới tay, dễ dàng lấy thần thai. Thần thai của hắn chính là nhất phẩm, cân cơ cực kỳ vững chắc, đã tu luyện đến hóa thần cảnh. Cảm nhận được nguy hiểm, nguyên thần của hắn lập tức bay ra, pháp bảo cũng đã được tế lên. Pháp bảo của hắn tên là Kim Càng, có 3 tầng. Tầng thứ nhất là thế giới cực lạc, do một cái vị cao tăng hoàng hư cảnh của thắng cảnh thủy nguyệt vẽ nên. Tầng thứ hai là kinh tràng, viễn kinh văn kim cương, do đệ tử của cái vị cao tăng hoàng hư cảnh đó chép và tung niệm suốt 1000 ngày. Còn cái tầng thứ ba treo đầy bảo vật mà Vạn gia đã thu thập trong những năm qua, gồm có đèn lưu ly, ngọc tủy mã, bảo kiếm, bảo lâu cổ đại, tất cả đều được tế luyện, uy lực vô song. Nhưng mà vừa khi kim càng được tế lên,
tai của hắn vang lên cái tiếng rồng ngâm, nguyên thần đã bị chém thành hai đoạn. Ánh đào xanh rơi xuống, thân thể lẫn hồn phách và thế đức đều tan biến. Cái gì là hóa thần cảnh? Cái gì là cao tăng thủy nguyệt thân cảnh? Cái gì là công đức của vạn gia sinh Phật? Đều không cứu nổi hắn. Một đao rơi xuống, máu thịt vần tứ tung. Hừ, tới rồi! Trong yến tiệc, các cao thủ của thập tam thế gia lập tức hét lên, kích phát pháp lực, lực trường nguyên anh bùng nổ. Lực trường nguyên thần của 13 cái vị cao thủ trọng chất, khiến cho những mỹ nhân bên cạnh không chịu nổi áp lực khủng khiếp mà lập tức nổ tung, hóa thành từng đám máu. Sau đó, những cái đám máu đó cũng bị bốc hơi. Lực trường nguyên thần của Lý Hiếu Quang ở thần hàng cảnh đã mang theo một hai phần uy lực của đạo tràng. Chỉ khi tu luyện đến luyện hư cảnh thì mới có thể hình thành được đạo tràng, chứa đựng được thực lực của đại đạo. Nhưng mà Lý Hiếu Quang tu luyện các môn công pháp bí truyền của Lý Gia, thuộc dòng chính của tông chủ, gọi là Thừa Thiên Thanh Vân Quyết. Đây chính là tuyệt học đỉnh cao ở trong Di An Đường Tập. Các môn công pháp này Lý Hiếu Quang không thể truyền cho thế hệ sau, chỉ có thể tự mình tu luyện. Chờ đợi khi xác định được tông chủ đời sau, thì tông chủ mới có thể luyện tập các môn công pháp này. Thừa Thiên Thanh Vân Quyết giúp Lý Hiếu Quang ở thần hàng cảnh đã tu luyện ra phôi thai của đạo tràng, đủ thấy cái sự phi phạm của công pháp này. Y quay mặt về phía cửa, ngay khi quay đầu lại, lập tức thấy Xích Mã Tặc cưỡi trên một con ngựa bước ra từ trong địa ngục ma hỏa. Đầu và thân ngựa, bốn chân to lớn như là rồng, phủ đầy vảy xanh đỏ, thân thể đỏ như là máu, dữ tợn vô cùng. Trên lưng ngựa, một thiếu niên với đôi mắt nhắm nghiền, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao, ánh mắt tựa như là dòng lũa chém thẳng tới. Hả? Thiên Thanh! Lý Hiếu Quang vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Y nghĩ cái người tới chắc chắn là một Xích Mã Tặc khác, nhưng mà không ngờ lại chính là Lý Thiên Thanh. Đao quang quá nhanh, một đao tuyệt mỹ, ánh xanh như là hỏa diễm xé toạc yến phòng, cắt đứng cả lực trường nguyên thần của 13 cao thủ. Lực trường chồng chất của 13 nguyên thần vốn có thể sánh ngang với đạo tràng của cường giả luyện hư cảnh, thậm chí là còn vượt trội hơn. Pháp thuật nào tiến vào trong cũng bị lực trường đạo tràng này nghiền nát, pháp bảo cũng bị tan chảy. Tuy nhiên, khi cái đao này gặp 13 cái lớp lực trường nguyên thần, thực lực không những là không giảm mà còn tăng lên. Càng gặp mạnh thì càng thêm cường đại. Đao quang chém xuyên qua lực trường, đi thẳng đến đỉnh đầu của Lý Hiếu Quang. Hỡ, giết ta trước sao? Lý Hiếu Quang giận không thể tả, y nghiêng người né tránh. Pháp thuật đã hoàn thành. Nhưng mà đúng lúc này đây, cái thành Thanh Long Yển Nguyệt Đao đang đánh hụt rồi lại đột ngột dừng lại. Cái đao quang xoay nhẹ nửa vòng, như là thể nhẹ nhàng ngoáy cái tay. Đầu của Lý Hiếu Quang bay lên. Chiêu thức đơn giản, vô cùng đơn giản, nhưng mà lại hiệu quả. Cho dù có chém 100 đao, 1000 đao, 1000 đao, cũng không bằng dùng hết sức vào một đao duy nhất. Chỉ với một đao này, Lý Hiếu Quang đã bị chém làm đôi. Khi đầu của y bay lên giữa không trung, trong sự ngỡ ngàng vẫn tự hỏi, người giết ta là Lý Thiên Thanh hay là Xích Mã Tặc đấy? Lý Thiên Thanh giết chết Lý Hiếu Quang, thúc ngựa xông vào trong lực trường nguyên thần, múa đao một vòng. Mọi người chung quanh lập tức bị đẩy ra xa, tránh khỏi đao quang, lập tức hình thành thế bao vây tứ phía. Ngựa không ngừng tiếp tục phi nước đại trong vạn phủ. Những cao thủ khác cũng chạy theo trong không trung, duy trì cái thế vây hãm. Lúc này Lý Thiên Thanh không biết là mình đang trong mộng hay là thức tỉnh. Y nhìn thấy bản thân mình đang cưỡi ngựa xông vào, chém Vạn Thế Đức, giết chết thập tam thúc Lý Hiếu Quang, thấy rõ từng phản ứng của 12 cái vị dược sứ còn lại. Họ lần lượt thùi lại, chân đạp hư không tới luyện nguyên thần và pháp bảo. Mọi hành động của bọn họ, từng loại công pháp được triển khai, từng cái pháp thuật được điều động, đều hiện rõ mồn một ở trong tâm trí của y. Trong vạn phủ, từng cái con chim nhỏ giống như là đôi mắt của y, quan sát trận chiến từ nhiều góc độ khác nhau. Những con chim này là do hôm qua y sử dụng biến hóa thuật trong vạn lý phi kiếm thuật mà Hàng Sơn tán nhân đã truyền lại, từng cái đám lá cây thổi lên mà hóa thành. Khi đó,
y không chú tâm tu luyện cái thuật này bằng trần thực, điều khiển cũng không được tinh diệu như trần thực, chỉ kiểm soát được một số chim tước. Nhưng mà những con chim này cũng đủ để trở thành đôi mắt nhìn của y. Bây giờ dù chưa mở mắt, nhưng y lại có thể nhìn rõ mọi thứ chung quanh thông qua tầm nhìn của những con chim này. Thậm chí dường như là quan thánh đế quân cũng đang chia sẻ cùng với tầm nhìn của những con chim ấy. Tưởng đồ từ phía sau y lao tới, tế lên một ngụm kiếm quang. Kiếm pháp của tưởng gia xưa nay được mệnh danh là đạo kiếm. Kiếm quang nhanh như chớp, kiếm khí bao trùm mọi phương hướng. Nơi nào có lực trường thì nơi đó có kiếm quang đã tới, không ai có thể chống đỡ. Tưởng đồ tấn công từ phía sau, một tia sáng lạnh lẽo đã tới sát sau gáy của Lý Thiên Thành. Quan thánh đế quân xoay đao quay ngựa lại, tướng đồ cùng bảo kiếm và lực trường nguyên thần của y lập tức bị chém đôi, ngay cả dùng thước đo cũng không thể chính xác hơn thế. Mọi người chung quanh cảm thấy lạnh lẽo đến tận tâm can. Nhưng Phí Âu Anh, Trịnh Bảo Bảo, Hạ Kiệt, Nghiêm Nghệ và những người khác vẫn nhân cơ hội này từ tứ phía lao tới, định đánh bại y cùng với cái con ngựa trong một chiêu thức. Quan thánh đế quân quay đầu mở mắt, Phí Âu Anh chạm phải ánh mắt ấy, chỉ cảm thấy một luồng lửa bùng lên, toàn thân như là chìm vào trong đao sơn quả hải. Trước mắt là một thần nhân đứng giữa biển lửa, đôi mắt của vị thần ấy mở ra, đao quang chém xuống. Phí Âu Anh hét lên một tiếng. Vốn dĩ lẽ ra nàng phải xuống tay kết liễu lúc này, nhưng mà bỗng chốc lại khựng lại tại chỗ. Quan thánh đế quân thúc ngựa lướt qua nàng. Dù cái vẻ ngoài của Phí Âu Anh không hề hấn gì, nguyên thần và hồn phách của nàng vẫn còn nguyên, thân thể cũng đều đều thở. Nhưng mà ý thức của nàng đã bị chém đứt, chính là đao khí phát ra từ ánh mắt của quan thánh đế quân đã chém đi ý thức của nàng. Xích mã lao như là vũ bão đuổi kịp Trương Thủ Thất. Đao quang lóe lên, Trương Thủ Nhất thi chuyển độn pháp của Trương gia, hóa thành một tia lửa hồng trốn thoát. Tuy nhiên cái tia lửa ấy đã bị cây đao chém đứt, thân trên của hắn bay ra bên ngoài trăm dặm, văng ra khỏi Thanh Châu Thành, cuối cùng rơi xuống giữa một cái đoàn hỏa diễm trong núi cách đó mấy trăm dặm. Phần thân dưới của hắn vẫn tiếp tục chạy trong hỏa diễm ở Vạn Phủ, cho đến khi va vải một giả sơn mới ngừng lại. Quan thánh đế quân tay nâng đao, xích mã đột phá lực trường nguyên thần của Cố Hiểu Xuyên. Cố Hiểu Xuyên thúc động Cố gia cửu hoàng chân thân. Chân thân này là do Cố Cửu Hòa, lão tổ của Cố gia truyền lại. Nó dung hợp chân thân đạo môn, đạo thân, kim thân của Phật môn cùng với thái cực chân khí, luyện thành chân thân đại nho, kiên cố không thể phá vỡ. Tuy nhiên, khi mà đao quang hạ xuống, quan thánh đế quân thúc ngựa kéo đao lướt qua. Cố Hiểu Xuyên ngã quỵ xuống, đầu hắn đã rơi khỏi cổ. Cửu hoàng chân thân của Cố gia cuối cùng cũng không thể đỡ nổi một đao này. Quan thánh đế quân tiếp tục truy sát trong Vạn Phủ. Tại Thái Tú Uyên, hắn chém chết Cao Kiện. Ở Vạn Quyển Đường, hắn chặt đôi Trịnh Bảo Bảo. Tại huyện Tùng Châu, hắn thúc ngựa dẫm chết Dương Lạc Hoa. Ở Tú Xuân Điện, hắn hạ sát Mã Định Quốc. Tại Thuyên Mã Đường, hắn truy kịp Từ Phóng Chi và Nghiêm Nghệ chỉ hai đao, đã khiến cả hai người và pháp bảo đều tan thành mây khói. Hạ Kiệt đã nhân cái cơ hội này chạy ra khỏi Vạn Phủ, bay lên không trung, phóng mình ra bên ngoài thành. Sau khi bay hàng trăm dặm, hắn nghe thấy cái tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau. Khi mà ngoảnh đầu lại, hắn chỉ thấy một đoàn hỏa diễm khổng lồ giữa không trung, một người một ngựa tay vung đao chém xuống. Một đao như là thanh long giáng thế, khiến cho nguyên thần, thân xác và cái đầu của Hạ Kiệt tách rời. Quan thánh đế quân kìm ngựa lại, đứng giữa không trung. Phía dưới chính là Thanh Châu. Giữa không trung, tiếng ngựa hí vang vọng. Trong các kho báu của vạn gia, vô số vàng bạc châu báu bay lên, lượn theo sâu thần tài gia cùng với xích thố mã phi nhanh về phía xa. Giờ tí đã qua, năm mới lại tới gần thêm một ngày. Trong đêm tối, Thanh Châu bừng sáng, từng căn nhà đều thắp đèn vì xích mã tặc lại tới phát tiền. Đêm đó, Thanh Châu không chỉ có nhà của họ Vạn là sáng đèn, mà khắp nơi đèn đuốc rực rỡ như muôn vì sao sáng trên bầu trời. Đã kết thúc tập 124 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một bình luận cùng với một đăng ký nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 125 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.